Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận đẩy mạnh đánh bắt xa bờ gắn với chống khai thác IUU. Quan tâm lực lượng lao động của tỉnh tăng cả về quy mô và chất lượng. Ninh Thuận, trang trại heo ngang nhiên xả thải ra sông Cái. Quảng Trị bắt giữ đối tượng tàn trữ gần 400 viên ma túy tổng hợp và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhờ đẩy mạnh phát triển đánh bắt xa bờ theo hướng bền vững gắn với đổi mới cơ cấu tàu thuyền và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, năm 2022, sản lượng khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh đạt gần 127.000 tấn, vượt 2,7% kế hoạch. Năm 2023, Ninh Thuận phấn đấu khai thác trên 124.000 tấn hải sản các loại. Để đạt kế hoạch đề ra, tỉnh tiếp tục khuyến khích hỗ trợ các chủ phương tiện sửa chữa, nâng cấp tàu cá công suất lớn với trang thiết bị hàng hải hiện đại, giúp ngư dân vươn khơi khai thác hải sản xa bờ hiệu quả. Tăng cường hỗ trợ vận động chủ tàu cá thành lập các tổ đội tham gia khai thác hải sản, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gắn với dự báo thông tin ngư trường để ngư dân nắm bắt và có kế hoạch di chuyển thuyền nghề khai thác hợp lý. Đồng thời phối hợp cùng các tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về khai thác theo quy định IUU và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác hải sản. Sản lượng khai thác thủy sản năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi đạt gần 269.000 tấn so với năm 2021, tăng hơn 4.000 tấn và đạt trên 101% so với kế hoạch năm. Hiện trên 98% tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Quảng Ngãi trong năm không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp để ngư dân có thu nhập cao và bền vững, xây dựng nghề cá có trách nhiệm phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Sản lượng thủy sản khai thác tăng cao là nhờ các chủ tàu cá cải hoán tàu cá công suất lớn, chuyển đổi nghề khai thác thủy sản thân thiện với môi trường, có hiệu quả, ít tiêu hao nhiên liệu. Tỉnh Quảng Ngãi đã giảm số lượng tàu cá từ 5.700 chiếc còn hơn 4.550 chiếc với tổng công suất trên 1,8 triệu mã lực. Trong đó, tàu cá hoạt động khai thác thủy sản xa bờ trên 3.200 chiếc. Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cơ cấu nghề cá theo hướng phát triển bền vững, đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó, giảm tỷ lệ tàu giá cao từ 31% hiện nay xuống còn 25%. Khuyến khích ngư dân đầu tư thiết bị hiện đại đánh bắt xa bờ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong bảo quản sản phẩm sau khai thác để nâng cao giá trị gia tăng. Phát triển nuôi trồng thủy sản trên cơ sở quy hoạch hợp lý mặt nước, diện tích đất có khả năng nuôi trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, vận động chủ tàu hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho toàn bộ tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên. Tăng cường công tác phối hợp thanh tra kiểm tra kiểm soát tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cập cảng, bốc dỡ thủy sản. Xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Lực lượng lao động của tỉnh Kon Tum trong những năm qua tăng cả về quy mô và chất lượng. Ước tính đến cuối quý 4 năm 2022, toàn tỉnh có hơn 326.100 người thuộc lực lượng lao động. Trong tổng số lực lượng lao động của tỉnh, lực lượng lao động thuộc khu vực thành thị chiếm gần 31%, khu vực nông thôn chiếm hơn 69%. Tỷ lệ lực lượng lao động nam giới chiếm hơn 51% và tỷ lệ này ở nữ gần 49%. Trong tổng số lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh, số lao động có việc làm chiếm 99,24%, trong đó lao động có việc làm ở khu vực nông thôn chiếm phần lớn với hơn 69%. Lao động có việc làm ở nông thôn chiếm phần lớn là do dân số ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 2/3 số dân của tỉnh. Ước tính dân số trung bình năm 2022 của tỉnh Kon Tum hơn 579.900 người, tăng 1,5% so với năm trước. Ninh Thuận hiện có 6 cơ sở sơ chế chế biến nông lâm thủy sản áp dụng tiêu chuẩn FSSC 22.000 và ISO 22.000. Tỉnh cũng đã xây dựng và duy trì hoạt động chín chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh như nước mắm, nho tươi, táo tươi, bưởi da xanh Phước Bình, măng tây tươi, dưa lưới tươi.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, hạn chế đến mức thấp nhất sản phẩm không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến sản xuất chế biến và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đảm bảo hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản theo hướng bền vững, góp phần tạo ra thực phẩm chất lượng an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tiến tới xuất khẩu. Hiện nay, Đắk Lắk có khoảng 15.100 ha sầu riêng, tăng 13.000 ha so với năm 2015, chiếm 17,6% diện tích cả nước và con số này đang tăng lên nhanh chóng. Sản lượng thu hoạch năm 2022 khoảng 170.000 tấn và đến năm 2025 là ước đạt 300.000 tấn. Để phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững, Đắk Lắk định hướng tập trung phát triển sầu riêng theo hướng nâng cao chất lượng thay vì mở rộng diện tích. Ngành nông nghiệp tỉnh đã khuyến cáo nông dân không chạy theo giá cả mà mở rộng diện tích sầu riêng trong thời điểm này. Khi nông dân tự tăng diện tích sầu riêng và hầu như thiếu gắn kết với chế biến tiêu thụ nên dễ dẫn đến cung vượt cầu. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy quy mô lớn chế biến các sản phẩm từ trái cây, trong đó có sầu riêng, nên người dân tự phát mở rộng diện tích sầu riêng sẽ có nguy cơ gặp rủi ro về thị trường tiêu thụ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần. Với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo đang được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai. Sự quan tâm sẻ chia của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp đã giúp người nghèo, những người yếu thế trong xã hội đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc và ai ai cũng có Tết. Những ngày giáp Tết cũng là lúc những chuyến xe chở quà Tết của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm bắt đầu lăn bánh về các địa phương để trao tặng quà Tết cho người dân. Tại xã miền núi Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, gần 500 hộ nghèo đã được nhận quà Tết do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao tặng. Hôm nay bà con cũng được tới nhận quà của các đoàn mạnh thường quân về trao tặng để bà con vui ăn Tết, đón xuân vui Tết năm 2023. Các mạnh thường quân thì cũng về địa phương cùng san sẻ Tết cho bà con để có một cái Tết thực sự là sum vầy. Năm 2023 thì các mạnh thường quân cũng thực hiện theo cái phương châm chung là không ai bị bỏ lại phía sau, cũng như là tất cả mọi người đều có cái Tết. Tại huyện miền núi Bắc Ái, địa phương có đến 2.794 hộ nghèo. Để chăm lo Tết cho người dân, bên cạnh các phần quà Tết do Trung ương tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện còn trích một phần ngân sách hỗ trợ các hộ cận nghèo đón Tết. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng 37 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 37 người có uy tín ở địa phương. Đảng nhà nước và đặc biệt là cái ban dân tộc Trung ương đã là tạo điều kiện là làm cho bản thân tôi, gia đình, tất cả bà con trên địa bàn rất là phấn khởi, rất vui mừng, rất an toàn để vui Tết năm mới 2023. Tết Nguyên đán năm nay, mỗi hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh còn được hỗ trợ gạo ăn Tết theo mức hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu là 15 kg gạo. Sở cũng tham mưu cho Ủy ban tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố cũng như là mặt trận các đoàn thể tăng cường vận động hoặc là kêu gọi các doanh nghiệp để làm sao chúng ta có những cái phần quà thiết yếu cho các hộ nghèo cũng như là đối tượng bảo trợ tại cộng đồng, tại các cơ sở bảo trợ tư nhân cũng như nhà nước, chúng ta có một cái cuộc sống vui vẻ đón Tết. Đến cuối năm 2022, Ninh Thuận còn khoảng 7.000 hộ nghèo. Tết Nguyên đán đang cận kề khi mọi người, mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Những món quà tình nghĩa trước thềm năm mới được trao tận tay hộ nghèo, các gia đình chính sách không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của đảng, nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia để ai cũng có Tết.
Thưa quý vị và các bạn, hầm Núi Vung nằm trên địa bàn xã Phước Hà, huyện Thuận Nam là hạng mục quan trọng nhất của tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần đưa dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo vào sử dụng cuối năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hầm đường bộ Núi Vung với chiều dài 2,2 km nối Ninh Thuận với Bình Thuận. Đại diện đơn vị thi công cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đã triển khai thi công kể cả những ngày nghỉ Tết Dương lịch và những ngày cuối tuần. Hiện tại, tập đoàn Điều Cả chúng tôi đang huy động máy móc thiết bị, con người tập trung để hoàn thành cái mục tiêu cuối năm 2023 thông hầm. Thì hiện tại là chúng tôi đang có kế hoạch làm Tết thì có khoảng 150 người sẽ làm xuyên Tết. Tập đoàn có cái chế độ lương những ngày Tết là 300% cho anh em. Đến nay, đơn vị thi công đã khoan xuyên núi hơn 1,6 km, đạt hơn 70% chiều dài của hầm. Tùy theo tình hình địa chất, trung bình mỗi ngày đơn vị thi công khoan được từ 3 đến 5 mét hầm. Đá khoan từ hầm Núi Vung được tận dụng nghiền nhỏ đáp ứng khoảng 80% vật liệu cấp phối tại chỗ cho thi công nền đường cao tốc. Theo kế hoạch là đầu tháng 4 năm 2023 thì chúng tôi sẽ thông hầm. Đấy, việc thông hầm ấy giải quyết rất nhiều cái chi phí thông xe kỹ thuật này thì cái vật liệu xe chở vật liệu có thể chạy qua hầm thì nó rút ngắn được tầm khoảng 60 cây. Đảm bảo cái nguồn nguyên vật liệu đắp cho dự án thì thời gian qua thì bên tỉnh Ninh Thuận cũng đã bố trí các cái đáp ứng được cái nhu cầu vật liệu đắp cho dự án thông qua cái việc mà cấp hai cái mỏ Phước Vinh và Phước Hữu với trữ lượng khoảng hơn một triệu khối. Ngoài ra, các cái vị trí cải tạo đất thì cũng được tỉnh Ninh Thuận chủ trương thực hiện linh hoạt để đảm bảo cái đáp ứng kịp thời đối với cái nhu cầu của dự án qua các cái giai đoạn, đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua dự án chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi về thời tiết. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận có chiều dài 63 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đến nay, các hạng mục trên toàn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh đã thi công đạt khoảng 50% tổng khối lượng công việc. Hiện chủ đầu tư huy động khoảng 1.400 công nhân, kỹ sư và hơn 500 thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án, với quyết tâm hoàn thành và đưa toàn tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo vào khai thác vào cuối năm 2023. Qua đó đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp và người dân. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận luôn nhất quán quan điểm bảo vệ môi trường là điều kiện tiên quyết hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh bền vững. Thế nhưng chủ trương này có lúc có nơi rơi vào tình trạng trên nóng dưới lạnh. Cụm trang trại heo hơn 2.000 con của ông Phan Thọ ở thôn Hành Trí, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn ngang nhiên xả thải ra sông Cái trong nhiều năm, nhưng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng không xử lý. Chủ trang trại thì tỏ thái độ thách thức làm cho người dân càng bức xúc. Giữa dòng sông Cái, nước chảy trắng xóa, nhưng ven bờ là những hình ảnh ô nhiễm đến rợn người. Cá con chết, cò con chết khoảng ký lần nó chạy thả về phân trang thì là bà con uống dự sử dụng thì nguy hiểm. Dạ, nó xả khoảng là 10 năm rồi. Từ ngày nó thành lập đến trại heo đến giờ chứ luôn, người xả ngang nhiên xả đấy. Ven bờ sông Cái, từng vũng nước đen kịt kéo dài, có nơi chất nhầy dày đặc trên mặt nước như bùn, bốc mùi nồng nặc. Dấu vết chất thải còn bám trên những tảng đá, chứng tỏ lượng nước xả ra khu vực này rất lớn. Nguồn nước ô nhiễm này bắt nguồn từ trại heo cách đó khoảng 500 mét, được xả thẳng ra sông Cái. Toàn là phần heo không à, có cái gì hết. Toàn là chất muối của phần heo xả ra, chứ trong cái gì vô nó mặn, nó chết hết á. Đặc biệt mía là trong được rồi. Những bãi bồi ven sông là điều kiện lý tưởng để sản xuất nông nghiệp. 6 sào đất của anh Nguyễn Thành Nhân nằm sát bờ sông Cái trồng mía, cho năng suất từ 7 đến 8 tấn trên một sào. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi có trại heo này. Nguồn nước ô nhiễm không thể trồng mía,
anh Nhân chuyển sang trồng cỏ để chăn nuôi. Nhưng cỏ cũng bị cháy lá, gia súc không thể ăn. Máy bơm nước đặt sát bờ sông của anh Nhân giờ cũng bỏ không, mặc cho hoen rỉ. Nghịch lý, người nông dân đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp ngay trên chính mảnh đất của mình. Giờ chứ thì cũng biết làm gì nữa, thì trồng cỏ cũng được mà chăn nuôi cũng được, giờ chứ cũng biết là trồng cái gì hết này. Đất của những hộ dân xung quanh đã bán hết cho chủ trang trại heo, riêng anh Nhân vẫn kiên quyết không bán. Mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, mất sinh kế không còn là nguy cơ. Những kiến nghị của người dân đến Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn vẫn như ném đá ao bèo. Đề nghị người ta khắc phục, người ta còn nói là chúng mày cứ kiện ai thì kiện đi, coi thử ai ông nào lên đó mà làm việc. Ngày nào nó cũng xa rồi, nó cũng có cơ quan nào để có thẩm quyền để chỉ giải quyết hết. Nói được quá loa chuyện mà. Bao giờ có ai xuống đây mà xả mình để mà làm việc hết. Trang trại heo ngang nhiên xả thải ra sông cái, bất chấp phản ứng của người dân. Thế nhưng, những gì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn khẳng định càng làm cho người dân thêm bức xúc. Hiện tại thì Ủy ban xã chưa nhận một phản ánh nào liên quan đến cái trại heo Đông Thọ về việc xả thải. Ban đầu năm thì xã thì có phối hợp với phòng tài nguyên để đi kiểm tra. Và cái hiện trạng tại cái trại heo Đông Thọ khi mà thời điểm kiểm tra thì nó như nào? Thì kiểm tra thì không có vi phạm, đã có biên bản. Quy mô trang trại heo của ông Phan Thọ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn cấp phép và Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giám sát việc tuân thủ luật bảo vệ môi trường. Thế nhưng, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường không cung cấp thông tin cho phóng viên với lý do rất bất ngờ. Quan điểm thì cứ qua tuần anh cần cái gì, cần quan điểm như nào thì xuống xã rồi thì em sẽ trả lời anh như đó. Lãnh đạo huyện đã nói như vậy rồi thì làm sao mình dám có ý kiến. Để các trang trại heo tuân thủ quy định đảm bảo môi trường cần biện pháp quyết liệt hơn. Bởi lẽ, mức xử phạt vi phạm hành chính chưa đủ sức răn đe và vẫn còn thấp so với kinh phí đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Cái đàn heo của huyện Ninh Sơn hiện có trên 50.000 con, trong đó có 19 cái trang trại đang nuôi dưới cái hình thức liên kết và một số cái trang trại đã không tuân thủ cái việc bảo vệ môi trường. Thì cái khu vực hạ du, đặc biệt là các cái hoạt động về kinh tế xã hội của thành phố Phan Rang Tháp Chàm phải gánh chịu hậu quả rất là nặng nề do ô nhiễm. Phần cuối bản tin là tin tức về an ninh trật tự. Đồn biên phòng Thanh phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp. Trước đó, lúc 17 giờ ngày 4 tháng 1 tại địa bàn thôn Thanh Ô, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Trị thực hiện kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ, bắt quả tang đối tượng tên là Hồ A Sang, 20 tuổi, trú tại thôn Thanh 1, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, đang tàng trữ trái phép 396 viên ma túy tổng hợp hiệu VKY. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hồ A Sang khai nhận trước đó đã sang Lào mua 400 viên ma túy tổng hợp. Tại đây, Hồ A Sang đã dùng hết 4 viên ma túy. Số ma túy còn lại được cất giấu và tìm cách đưa về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đối tượng vừa rời bến đò sông thuộc thôn Thanh Ô, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết.